Xin chào tất cả các bạn, mình là chú hề BB. Chú hề BB, chú hề BB. Nói nhiều lần để bạn chúng ta nói chung là để chú hề BB có cơ hội để mà chạy dòng chữ cho bạn thấy tên chú gì hết trơn á. À, các bạn ơi, chào mừng các bạn chúng ta quay trở lại kênh YouTube của chú hề BB, nơi chia sẻ những bong bóng đơn giản nhưng vô cùng dễ thương. Và hôm nay thì các bạn chúng ta sẽ cùng với chú hề BB đến với chương trình có tên gọi là thử thách âm nhạc. Chương trình này có thể lệ như sau. Ôi tay quá. Rồi, à, các bạn đọc sơ qua chứ cũng hiểu sơ sơ phải không ạ? Cũng không cần hiểu kỹ, tại vì quan trọng nhất vẫn là những mẫu bóng thôi. Nhưng đồng thời chúng ta sẽ được nghe một bài nhạc để xem coi bóng bài nhạc có làm cùng lúc với nhau hay không, hay là bong bóng thì làm chậm quá, bài nhạc hết trơn rồi vẫn chưa xong. Nhưng quan trọng nhất vẫn là qua một bài nhạc chúng ta sẽ, chú hề BB sẽ giới thiệu các bạn chúng ta thêm một bong bóng nữa. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có tới 5 cái bong bóng. Và các bạn chúng ta thấy bong bóng này rất là sáng chói. À, đây là bong bóng rơm hay gọi là bong bóng metallic. À, chú hề BB sẽ dùng bóng này để là bài Ngựa Ô Thương Nhớ dài 4 phút 40 giây qua giọng ca của ca sĩ Phi Nhung. Ngựa Ô Thương Nhớ chắc bạn chúng ta cũng biết là mình làm con gì không ạ? Chúng ta có đúng nghĩa là một bạch mã. Chúng ta hãy cùng chờ xem nha. À quên, bắt đầu chứ. Chúng ta cùng đến ngược nào. 3, 2, 1.
hết, mà con ngựa thì vẫn chưa tới đâu. Thế là ngựa ô đúng là thương nhớ, tại vì làm không xong rồi. Các bạn chúng ta cũng thấy là khi mà chúng ta làm bong bóng bình thường đó, thì chúng ta có thể làm được với cái thời lượng như 3 phút chẳng hạn đi. Mà khi chúng ta nghe một cái bài nhạc thì chúng ta phải đặt mình trong một cái thời gian bắt buộc đó, thì nó sẽ có được nhiều hơn đó, cho nên là không dễ dàng đâu nha. Thôi thì cũng mới làm cho xong chứ, để mà gửi đến bạn chúng ta một mẫu sự xinh xắn chứ. Đó, mẫu này thực ra thì nó cũng không có quá khó. Rồi cái con mắt luôn lại. Hồi nãy thì bong bóng bị nổ cho nên mất thêm một thời gian để mà bơm lên trình phục lại, rồi tìm cái bài nhạc đồng hồ nó chạy tung 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 quýu đều reo luôn à. Đó các bạn ơi, tụi cái hai cái đuôi không phải đâu, tôi sẽ bỏ một cái chứ, đỡ được cái thôi đó. Đóng bạch mã chưa? Nhưng mà mình hồi nãy mình còn một cái bóng nữa thì mình sẽ thuần chủng con ngựa này bằng cách nào các bạn chúng ta xem nha. Các bạn ơi, chúng ta sẽ làm một cái dây cương cho bạn ngựa. Ê! Chà, đây là trời nắng quá, nó chịu liên tục hả? Cái dây cương này sẽ khớp bạn ngựa lại, khớp con ngựa. Bạn ngựa thì không có lẽ không muốn bị tuần hóa xong rồi mà chui ra ta. Rồi hai đường này là một cái dây cương còn qua này. Rồi vậy là các bạn ơi, chúng ta đã thuần hóa được bạn ngựa này rồi đó. Thì làm tí nha, cho cái chân nó đẹp tí. Bạn thấy không, chúng ta thuần hóa được bạn ngựa này rồi. Và các bạn ơi, chúng ta vừa kết thúc thử thách của âm nhạc với phần thua. Dĩ nhiên là thuộc về cho Baby rồi, khi mà không theo kịp chị Phi Nhung để mà hát cái bài ngựa thương nhớ. Nhưng dù sao thì cũng đã rất là nỗ lực để mà đến mà chúng ta một chú ngựa thật xinh xắn và dễ thương. Và chúng ta cũng thấy rằng cái bong bóng màu rơm này á, có một cái ưu điểm, đó là cái đêm màu rất đẹp. Các bạn chúng ta cũng thấy nè, đêm màu rất là đẹp, rất là sáng. Nhưng mà cũng có một cái nhược điểm đó là rất là dễ nổ. Nên mà chúng ta cũng cẩn thận khi mà chúng ta làm những mẫu tạo hình với bong bóng rơm. Một lần nữa bàn những tay này có một bàn ngựa của mình nha. Rất dễ thương không ạ? Và các bạn ơi, chúng ta vừa hoàn thành thử thách âm nhạc ngày hôm nay. Và mong rằng bạn chúng ta sẽ luôn yêu mến cũng như là ủng hộ kênh YouTube của Chơi Baby để cùng nhau chia sẻ thêm những mẫu bong bóng nữa. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Chắc là phải đi mua thuốc uống rồi, chứ trời nắng quá vậy bị cảm lắm. Bye bye các bạn nha.